Vị này là... À, vị này là Thiên Thương đại ca, bằng hữu của thiếu cung. Bằng hữu của thiếu cung sao? Đồ tôi huynh đệ, chuyện này quyết định vậy đi ha. Tôi đi vào phòng chuẩn bị hành trang. Cáo từ. Khỏi tiễn. Khỏi tiễn nha. Đệ đang nghĩ gì vậy? Hồng Ngọc tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy người tên Doãn Thiên Thương đó không được tầm thường không? Đệ nghi là huynh ấy là người đầu tiên vào kiếm cát cướp phần tịch kiếm. Phải ha, ta cứ cảm thấy huynh ấy rất quen mặt. Mặc dù nhìn bề ngoài hay đùa hay giỡn, nhưng thật ra có rất nhiều bí mật. Lăng Diệt, đệ có chắc chưa? Đệ có giao đấu với người mặt quỷ hai lần. Trong ổ cô Hoạch Điểu chỉ nhìn thấy hắn lướt qua, dung mạo không rõ cho lắm, nhưng mà khí phách của người này thật sự rất giống. Sư huynh, huynh ấy là bằng hữu của thiếu cung, không thể nào cướp kiếm. Biết người biết mặt không biết lòng, huynh rất tin tưởng thiếu cung, nhưng mà con người Doãn Thiên Thương thật sự không tầm thường, dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Đệ đã từng sống một thời gian ở Qua Mãn Lầu. Nếu huynh ấy chính là người mặt quỷ từng đi cướp kiếm, huynh ấy sẽ có rất nhiều cơ hội để ra tay. Đúng là lúc đầu thật sự khiến người ta nghi ngờ, nhưng hai đệ cũng thấy rồi, hai đệ không cảm thấy những người chung quanh huynh ấy đều đối xử tốt, ngay cả Tương Linh huynh ấy cũng ra tay giúp, không giống có ý đối đầu. Phải, từ sau khi gặp được huynh ấy ở Giang Đô, huynh ấy luôn đối xử rất tốt với đệ. Tinh Tuyết cũng luôn cảm thấy Thiên Thương là đại ca của ấy. Thiên Thương là đại ca của Tinh Tuyết sao? Chỉ là nghi ngờ thôi, Tinh Tuyết cũng không có cách nào khẳng định. Ta cảm thấy con người này thật sự vô cùng phức tạp, chúng ta cần có thời gian để điều tra rõ hơn. Chuyện của 3 năm trước đúng là khó xác định, nhưng mà chúng ta từng giao đấu với người mặt quỷ rồi. Nếu có thể dụ huynh ấy ra tay, thì chúng ta sẽ biết có phải người mặt quỷ hay là không. Đúng. Nhưng mà trước khi làm rõ sự việc, đừng gây thương tích. Chuyện đó dĩ nhiên. Đồ tu huynh đệ, lại là Tinh Tuyết kêu cậu tới thử vô trong ta sao? Ra người tới kiếm các cướp kiếm chính là huynh.